cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lá lói. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con học dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giao cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn lời và truyền giao chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằn dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân. Chân thành dâng lên, xin Cha cho muôn dân mau quay về nhận biết Chúa, cho giáo hội rộng lan, cho khắp nơi về nhà. Lạy Cha nhớ
khắp cõi lòng đường trong trắng, hầu được luôn xót xa, mặc dầu không xứng đáng. Xin Cha cho muôn dân mau kiên thành đoàn chiến Chúa. Chân thành dâng lên, xin Cha cho muôn dân mau quay về nhận biết Chúa, cho giáo hội rộng lan, cho khắp nơi về nhà. Cho con luôn biết xa mọi dịp tội lỗi, giữ trí lòng thẳng ngay, bên Chúa không đổi thay. Lạy Cha nhân ái, cuối xin Cha nhận tâm lòng này, cùng với con một Cha yêu. Xin Cha cho con luôn thiết tha lệ lụt mến Chúa, dẫu gặp muôn chiến đau, lòng này luôn phấn đấu. Xin Cha cho con luôn mến yêu người người trong Chúa. Ôi Chúa nguồn yêu thương, hãy đôi thương nhân. Nhân tâm lòng này cùng với con một Cha yêu, xin Cha cho con luôn thiết tha lệ lụt mến Chúa, dẫu gặp muôn chiến đau, lòng này luôn phấn đấu. Xin Cha cho con luôn mến yêu người người trong Chúa nguồn yêu thương, hãy đôi thương nhân con. Ôi Chúa nguồn yêu thương, hãy đôi thương nhân con. Ôi Chúa nguồn yêu thương, hãy đôi thương nhân con. Bao năm qua sống trên đường đời, con như quên tiếng Cha gọi mời, gọi con bao thiết tha trong tình yêu mới. Gọi con, xin con quay về bên Cha. Gọi con, xin con quay về bên Cha. Giờ này và mãi mãi sau, tình Ngài bền vững bao la, chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên Cha, cúi đầu từ hối xót xa, lạy Cha thứ tha. Bao năm qua sống trên đường đời, thân con như thấy bao vui buồn, vẫn xuôi theo tháng năm qua cầu mây gió. Phù vân
nhân sinh mây họp mây tan. Phù vân nhân sinh mây họp mây tan. Như hôm qua giờ này và mãi mãi sau, tình ai bên chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên cha, gục đầu từ hối xót xa, lạy cha thứ tha. Mong manh như cánh hoa màu tàn, chân thân con khắc chi cùng đàn, gầy lên những tiếng thay cùng đàn dứt tiếng. Thời gian trôi đi cùng đàn bay đi, thời gian trôi đi cùng đàn bay đi. Như hôm qua giờ này và mãi mãi sau, tình ai bền vững bao la, chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên cha, gục đầu từ hối xót xa, lạy cha thứ tha. Cha ơi cha, hãy đưa mắt nhìn thân con như nhuốm cánh khôn cùng, nguyện xin xin thứ tha, tha ngàn muôn lỗi. Nguyện xin thương con theo lượng bao dung, nguyện xin thương con theo lượng bao dung. Như hôm qua giờ này và mãi mãi sau, tình ngài bền vững bao la, chờ mong thiết tha. Hôm nay con trở về, về ở bên cha, cúi đầu từ hối xót xa, lạy cha thứ tha. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta suy niệm lời Chúa thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2023, với chủ đề hình mẫu của người môn đệ Chúa. Và giờ đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em lem làm, mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa với chủ đề hình mẫu của người môn đệ Chúa. Hôm nay Chúa Giêsu đã cho chúng ta hình mẫu của người môn đệ Chúa, chính là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Mà muối mà nhạt đi thì không thể nào ướp cho mặn lại. Thế thì hôm nay khi chúng ta thấy các môn đệ là hình mẫu, là muối cho đời, Chúa Giêsu cũng muốn nói đến căn tính, cái tố chất của người môn đệ Chúa. Cái căn tính và cái tố chất của người môn đệ Chúa là một điều rất quan trọng, bởi vì cái căn tính đấy, tố chất đấy tác động đến đời sống mọi người xung quanh.
Và hôm nay nếu mà người môn đệ của Chúa làm mất đi cái phẩm chất, cái tố chất của người môn đệ thì không thể nào ướp cho mặn lại. Thế thì hôm nay để đi vào sâu hơn thì chúng ta cũng thấy rằng có khi người môn đệ của Chúa ngày hôm nay có những người có khi là bảo thủ, hay có những người keo kiệt, hay có những người nóng tính. Thế chỉ như thế, nếu mà người môn đệ của Chúa mà họ trở thành những người keo kiệt, trở thành những người bảo thủ, trở thành những người nóng tính, thì làm sao tác động đến cái đời sống của mọi người xung quanh? Và có khi cái tố chất của họ làm ảnh hưởng xấu đến cái đời sống của những người xung quanh. Thế hôm nay thì Chúa Giêsu cũng đặt lại một cái vấn đề nó rõ ràng, một cái vấn đề đó là tố chất, cái phẩm chất của người môn đệ, và phải giữ được cái tố chất và phẩm chất đấy để làm cho mọi, để tác động đến mọi người xung quanh, làm cho mọi người xung quanh của họ được trở nên tốt hơn. Hay cũng là đi vào cái hình ảnh thứ hai, đó là anh em phải làm ánh sáng cho đời. Thế thì ánh sáng cho đời thì các môn đệ của Chúa được Chúa ban cho những cái khả năng, được những cái khả năng đặc biệt mà có khi những người khác không có. Thế thì hôm nay Chúa mời gọi các môn đệ của Chúa là phải đem cái khả năng ấy, phải sống cái mẫu gương để xin ích cho mọi người xung quanh. Và nếu họ không đem cái khả năng, đem sự nhiệt huyết mà Chúa cho, mà họ cứ giữ cho mình, họ chỉ vun vén cho mình, thì không thể nào trở thành cái ánh sáng của người môn đệ. Thế Chúa Giêsu hôm nay cũng để cho chúng ta thấy rằng có những khi người môn đệ của Chúa là những người lười biếng, là những người chỉ vun vén cho mình mà lại không đem hết khả năng để vun vén cho những người xung quanh, hay làm cho cái môi trường xung quanh tốt hơn. Thế hôm nay rõ ràng chúng ta thấy được cái hai điều, đó là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Thì để nhấn mạnh đến cái tố chất, phẩm chất của người môn đệ và cái căn tính của người môn đệ. Thế mà để thực hành cái tố chất và cái phẩm chất, cái căn tính đấy, thì người môn đệ phải đem cái khả năng của mình, đem những cái gì mà chính Chúa đã ban cho để phục vụ mọi người, cũng như là để làm cho đời sống của mọi người mỗi ngày tốt hơn. Vì vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay nghe lời Chúa thì chúng ta cũng thấy không chỉ những người tu sĩ hay người linh mục, mà kể cả những người giáo dân, chúng ta là những người môn đệ của Chúa, có khi chúng ta đã không làm gương sáng, chúng ta đã không giữ gìn được cái phẩm chất, tố chất của người Kitô hữu, thì hôm và chúng ta cũng đã không làm gương cho anh em của mình, cũng không đem hết khả năng, thì hôm nay chúng ta cũng xin Chúa tha thứ cho những lần mà chúng ta đã không làm được như mong ước của Chúa. Và chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta làm can đảm, sự nhiệt huyết để đem hết khả năng, đem tinh thần phục vụ mọi người xung quanh. Amen. Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cha thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy là tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát một tình yêu. Con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thương tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con.
lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim Ngài ban phát nguồn tình yêu. Lạy Chúa, Ngài đã từng giữa chân, xin cho con hãy biết luôn khiêm nhường. Lạy Chúa, Ngài đã từng bão ban, đem ủi an những người đang khốn khó, chia cho nhau những hạt cơm manh áo, luôn cho đi những gì mình đang có, để cho mọi người biết nhận được rằng đó chính là tình yêu. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình.
anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí xuất từ nơi cha, Ngài là Thiên Chúa chính là ngôi ba. Ngài đường sai đến, đến loan tin vui. Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là cột sáng chiếu rọi đêm nay, Ngài là vầng mây giữa ngày nóng cháy, Ngài là suối mát tưới nơi khô khan, úi an tâm can đến đêm bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là quý thánh, uy lực tràn ban. Ngài là sự sống cứu độ sinh linh. Ngài là lửa nóng đốt lên yêu thương, sáng lên hân hoan, thắp lên bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con. Ngài là thần khí bay là trên không, vào thời hoang sơ tán tạo thế giới. Ngài đường sai đến, tái sinh nên ta, chữa nên con cha, sống trong nhà cha. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con, đến trong đời con.
thành thần. Xin Chúa ban thành thần. Người đến biến đổi chúng con thành những người công chính. Người là ân huệ của trời. Là những công đôi kết tình yêu đàn trời. Thần phẩm thần linh ban cho nhân gian con tuyệt vời cao quý. Quyền
quyền.